Rồi, hello, xin chào các bác quay trở lại với kênh của Thanh Phạm Hàng Bãi Nhật Mỹ Đức nhé. Thì hôm nay em về được một ít cái dòng đèn pin này. Đó, thì còn bóng thì còn vài con thôi, còn khoảng hơn chục con thôi. Đấy, thì em giới thiệu cho anh em nào, anh em đặt hàng thì chưa đặt được lần trước ấy, thì có thể là liên hệ với em nhé. Đấy, qua số điện thoại này. Đó, thì đây giới thiệu sơ qua cho mọi người cái dòng đèn pin này nhá. Đó, đèn pin này là công suất của nó này, điện nó là 3,7V này. Đấy, dùng từ 6 đến 8 giờ này, 6 đến 8 giờ này các bác này. Đấy, 6 đến 8 giờ này. Đó. Nó là thương hiệu Tokyo Japan nhé mọi người nhá. Mọi người sạc ở đây này. Mọi người sạc ở đây cho em nhá. Mọi người sạc ở đây cho em. Nó bao gồm cho chúng ta một sạc này và một dây nhá. Đấy, có dây này mọi người nhá. Dây đeo ở đây này. Ở đây đây đây. Có dây đeo nhá mọi người nhá. Đấy. Con này ấy thì thân của nó là đúc nhá. Đúc liền thân nhá mọi người nhá. Đây, có thể là xoáy ra và nhòm ở trong pin trong này được. Pin ở trong này là có hai quả pin, dùng pin 1650 nhá mọi người nhá. Đấy. Khi chúng ta dùng vài năm nếu mà hỏng thì chúng ta có thể là thay cái quả pin. Thay cái quả pin. Đấy, trong này này. Nó đang gắn keo rồi, em không muốn bóc ra. Đấy, thì anh em có thể là thay cái dòng pin 1650 ở bán trên thị trường, nó dùng rất là nhiều. Đó, rất là dễ thay thế thôi. Đó. Thì con này em đang bán với cái giá là 420.000 nhá mọi người nhá. 420.000. Anh em nào chưa đặt được con này ấy, thì có thể liên hệ với em luôn nhá. Đó, thì bây giờ em sẽ đi test thử cho mọi người cái ánh sáng của nó như thế nào nhá mọi người nhá. Rồi ok. Rồi ok, đây bây giờ em sẽ test thử cho mọi người cái chất lượng ánh sáng của nó nhá. Đây là em đang bật cái chế độ nhỏ nhất này. Đấy. Đây. Đây các bác bắt đầu quay xa này. Các bác thấy không? Cái độ đứng. Cái độ pha của nó này, cái độ pha bên góc dưới này nó pha là rất là rộng nhá và nó rất là xa nhá mọi người nhá. Đấy, các bác thấy không? Cực kỳ xa luôn. Đây này. Các bác thấy không? Đấy, rất là xa mà rọi nhá các bác nhá. Nó rọi đây này. Em soi có thể là xa đến đây. Ông bạn camera có thể zoom lên, có thể thấy rất là xa nhá. Đó. Thì con này nó là siêu sáng rồi các bác nhá. Các bác dùng con này thì cực kỳ là. Đây các bác thấy không? Zoom lại xem trên có thấy gì không? Đấy, nó như là một cái đèn pha làm dạp sự kiện đấy các bác ạ. Đấy, này các bác thấy không? Đấy, các bác thấy không? Rồi, xoay xuống này nào. Đấy, đây này. Sáng chóe luôn, sáng là gọi là sáng chói luôn các bác nhá. Sáng chói luôn. Đó, thì anh em nào quan tâm thì anh em mà các bác quan tâm thì có thể là liên hệ với em Thanh qua số điện thoại 0904 928 863. Đó. Thì anh em lần đầu tiên xem video của em thì có thể là ủng hộ em thêm một nút like, một nút đăng ký kênh. Đấy, thì anh em cần cái mặt hàng nào thì có thể là liên hệ với em luôn. Đó, các bác ấn cái nút chuông ấy để có cái thông báo đến, có những cái dòng sản phẩm nào em đăng video lên mới lên á thì có thông báo đến cho các bác nhá. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những cái video sau.